Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay buổi sáng mình lại được đón tiếp anh Sang. Anh đến từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng, anh đến nhà mình từ buổi sớm để sắm máy môn táp, và anh cũng nói luôn là lấy luôn máy tính của chỗ mình để kết nối luôn, và anh cũng thực hành ở chỗ mình một ngày ở đây. Anh đi với lại ba anh em liền đấy, đi ô tô nhé anh em nhé, đi ô tô. Và anh Sang đang ngồi đây anh em này, còn hai anh em nữa là đang đi ô tô và đang đi tham quan chỗ thị trấn Ninh Giang này đấy. Anh cũng về đây tiện tham quan luôn. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ kết nối máy cho anh. Đấy là anh cũng thông tin là anh cũng đã xem kênh YouTube của mình từ rất lâu rồi đấy, và hôm nay đến đây thì hỏi thì mới biết là hai anh em là bằng tuổi nhau anh em ạ, bằng tuổi nhau. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối bộ máy môn táp vào cho anh. Đấy thì anh cũng bảo rồi, cứ nạp bộ file mở tua vào. Thế còn là dùng hay không là do anh quyết định. Vâng, thì với hàng trăm xe có file mở tua, mình nạp cho anh em ở trong bộ máy nhé. Thế còn anh em mở tua hay không là tùy nhé. Đấy, và mở tua thì cũng đã mình đã nói nhiều lần rồi. Đây là một trong những cái việc làm là thi kỹ thuật. Đấy thì còn việc anh em làm hay không là do anh em quyết định. Thế còn mình không khuyến khích anh em làm việc này đâu nhé. Thực ra thì anh em không biết đâu, mình làm ở đây đấy, mặc dù có file mở tua đúng không, trình độ và máy móc đầy đủ, nhưng có thể nói đến thời điểm bây giờ mình chưa bao giờ mở tua cho một chiếc xe nào khác đấy. Mặc dù khách hàng đến, các thanh niên gọi là đến đây bảo chú mở tua cháu, nhưng mà mình cũng đều khuyên các cháu hết đấy, bởi vì mình cũng phân tích cho các cháu, bởi vì mình cũng không làm những cái việc mà nó phi kỹ thuật như vậy. Đồng tiền thì ai cũng quý, nhưng mà mình làm ăn làm sao cho nó kiếm đồng tiền, nó làm sao nó chính đáng, nó không làm sao nó bứt rứt cái lương tâm là được anh em nhé. Mình làm nó nghiêm túc, chuẩn kỹ thuật. Và những anh em mà muốn mở tour thì cũng đều nghe ra ngay đúng không ạ, mình cũng không làm cái việc đó đấy. Còn cố tình mà đòi nạp thì mình vẫn nạp cho, thì cái việc sau này máy móc nó không được theo như ý và nó có kêu hay như nào thì những cái trường hợp đó phải tự chịu trách nhiệm đấy. Và khi mình đã phân tích thì khách hàng cũng đã hiểu ngay. Vâng, và cho nên là thôi mình kiếm đồng tiền làm sao cho nó đúng với lương tâm của mình anh em ạ. Mình làm cái gì thôi nó phải có đạo đức anh em nhé. Và những anh em đấy mà mình gửi máy cho anh em ấy, thì bao giờ trước khi gửi là mình cũng đều mở ra để kiểm tra test máy cho anh em, rồi mình mới kịp mở mới gửi cho anh em. Nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé, kết nối rất là nhanh, tất cả cáp là đầy đủ, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm khi mua máy từ cơ sở của mình anh em nhé. Và những anh em có điều kiện mà đến tại cơ sở của mình sắm máy mà yếu về hệ thống FI thì mình sẽ bổ sung kiến thức cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy. Cách phân tích dữ liệu động cơ đấy, cách kiểm tra các tín hiệu đấy, các cảm biến nào hoạt động, thế nào là đúng, thế nào là sai, anh em sẽ được mình trang bị cho đấy. Và đặc biệt ấy là anh em sẽ được học trực tiếp đấy, tất cả những kiến thức về hệ thống FI còn yếu mình sẽ bổ sung kiến thức cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng, mình sẽ khởi động máy tính lên đã. Và tất cả anh em ấy khi mà mua máy tính từ chỗ mình thì anh em đều được mình gửi tặng là một củ sạc của máy tính luôn anh em nhé. Và mình nói nhiều lần rồi, đây là củ sạc xịn sò của Samsung luôn anh em nhé. Mình đã nói rồi, đã không tặng anh em thì thôi, nhưng mình đã mua tặng là mình phải mua tặng hàng chính hãng, hàng chất lượng, nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và Samsung Việt Nam anh em ạ, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Kể cả những bộ tài liệu sơ đồ mạch điện, mạch lẻ, in màu, bóc tách đấy, hiện hành là có 7 bộ với hơn 1.000 trang tài liệu, rất là dày đấy. Mình không đóng hàng 10, mình không san ra hàng 10 quyển để mình tính số lượng cho anh em đâu đấy, mà mình tính là tính chất lượng cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Cái việc mà cho tặng mà lòe anh em là mình không làm cái việc đó. Rồi, và đây là cái ốp máy tính mình sẽ gửi tặng anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ cài đặt máy tính cho anh đã. Máy tính và máy môn táp là anh em được bảo hành 1 năm anh em nhé.
máy tính thì bảo hành tại Samsung luôn, chính hãng luôn anh em nhé. Rồi, mình khởi động máy tính đã. Rồi, khả năng mình phải tạm dừng rồi anh em ạ, bởi vì là đang có một chiếc ô tô đang đến nhờ mình vá lốp kia rồi. Khả năng mình tạm dừng một chút anh em nhé, sau đó là mình sẽ quay trở lại tiếp. Vâng, và mình tiếp tục quay trở lại, mình cài máy cho anh xem. Đến từ huyện Bình Xuyên nhỉ, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở xã nào? Xã Thanh Lãng. Xã Thanh Lãng anh ạ, anh ở xã Thanh Lãng. Xã Thanh Lãng, các nghề mộc. Xã Thanh Lãng, à xã đấy là nghề mộc à? Rồi, mình vào cửa hàng Play. Mình tìm kiếm ứng dụng là Moto Scan Tab. Đây, Moto Scan Tab đã có luôn rồi anh em. Rồi, cài đặt anh em nhé. Rồi anh em tải về rồi anh em mở đi. Rồi và anh em nhìn thấy lá cờ đại diện cho các quốc gia hiện lên, và tất nhiên thì anh em phải vào Việt Nam rồi. Đấy, máy yêu cầu bật vị trí thì anh em phải bật vị trí lên. Và anh em nhớ là trong quá trình làm việc là máy luôn phải bật vị trí nhá. Nếu như có trường hợp anh em mà tắt vị trí đi thì máy sẽ không kết nối được ứng dụng đâu anh em nhá, không kết nối được với phần cứng Moto Scan Tab đâu. Đây anh em này, nhiều anh em là tắt vị trí ở đây đi là không được này. Anh em vuốt màn hình xuống hai lần, anh em nhìn thấy vị trí này là phải bật lên nhá, không được tắt vị trí đi. Rồi bây giờ mình sẽ nhập mã xác nhận khách hàng, anh em nhập chữ in cho mình. Và đây là mã xác nhận khách hàng này anh em này, mình nhập nhá, U4EU này. U4EU6S6TV. Rồi, nhập xong đúng mã xác nhận khách hàng rồi thì anh em bấm hoàn tất và anh em bấm tiếp theo. Và đây là các điều khoản sử dụng, anh em có thể đọc kỹ, sau đó anh em vút hết lên cho mình. Anh em bấm dấu check vào đây, tôi đã đọc hiểu và đồng ý tất cả rồi. Và anh em bấm đồng ý, sau đó anh nhập tên vào đây, anh em nhập tên lên cho mình nhé. Rồi và anh em thích lời chào như nào thì mình sẽ nhập như thế nhé. Đấy, muốn máy chào thế nào? Mới mới đấy nhá. Rồi rồi, thế thì cho nó rồi chào thế cho nó hoành tráng đúng không? Rồi vậy thì Moto Scan Tab sẽ xin chào anh Sang, chuyên sửa chữa xe phun xăng điện tử đúng không? Thế hệ mới nhá. Đấy rồi, anh gì Sang? Lưu Sang à? Anh Lưu Sang đúng không? Rồi anh họ Lưu, vậy thì mình chỉ đánh chữ Lưu Sang thôi. Tiếng Việt này, Lưu này, Sang này, đấy, Chiên này. Sửa này. À, sửa. Đã học về rồi hả? Ở nhà thấy ông Linh cũng nhập mã. Đấy, toàn nhập mã máy rồi là cập nhật máy cho bố đấy. Lưu Sang chuyên sửa chữa xe phun. Cũng không cái gì luôn. Bố cho bố đóng anh. Giống như. Bố đấy. Giống như đúng. Thế. Có giống nhau không? Bố con giống nhau à? Quá giống hả? Thế mà nó lại cứ bảo là bố không đẻ được, chỉ mỗi mẹ mẹ đẻ được thôi. Thế mà bảo mỗi mẹ đẻ được mà sao giống bố thế? Điện thoại này có cần che đi không, có cần riêng tư không? Không cần nhá. Rồi ok, và anh Lưu Sang thì vô tư 0984 605 368 à?
Rồi, anh Lưu Sang đến từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là anh và vô tư, không sao. Vậy thì anh em mà thấy có số điện thoại của anh thì anh em muốn tham khảo máy, đúng không? Anh em cứ điện về cho anh Sang để xem máy có dễ sử dụng không. Đấy, là anh em biết, đúng không? Rồi, địa chỉ này, địa chỉ anh em chỉ để mỗi chữ Vĩnh Phúc thôi nhá, không cần phải ghi dài dòng. Vĩnh Phúc. Rồi, ai gọi đây, cầm cầm cho bố xem nào. Mình tạm dừng một chút nhé, mình có số điện thoại. Vâng, mình tiếp tục quay nhập mã sản phẩm. MTB này. Đây anh em nhé, đây là mã sản phẩm đấy anh em này. MTB là 29082 này. 29082 này. 4 này. Và anh em nhớ đây là chữ O in nhá anh em nhá. O này. 27 gạch 2 này. 27 này. Gạch 2 này. Xong, mình đã nhập mã sản phẩm xong, anh em bấm tiếp theo này. Rồi, và bây giờ thì anh em thấy là tên tuổi địa chỉ khách hàng là có rồi. Đúng không? Đấy. Nhiều anh em thì vô tư, không sao. Anh bảo là cứ quay thoải mái, chả vấn đề gì thì anh em thấy là có địa chỉ của anh Sang luôn, đúng không? Rồi, quét mã QR. Mình bấm vào đây. Rồi, cho phép button tap chụp ảnh và quay video trong khi dùng ứng dụng. Anh em bấm vào đây. Và bây giờ thì mình chỉ cần quét mã QR này là anh em đã kích hoạt thành công anh em nhé. Rồi. Xong luôn. Rồi, máy đã kích hoạt thành công rồi anh em ạ. Rồi. Vâng, và khi mình kích hoạt thành công thì anh em thấy là mồm của cô trợ lý ảo anh em thấy chỉ có mấp máy môi thôi chứ chưa nói đâu anh em nhé. Vậy anh em muốn cô ấy nói thì anh em phải giữ vào mồm cô ấy đây, anh em cứ giữ vào khoảng 3-4 giây, sau đó anh em nhả tay ra. Mình xin lỗi, mình lại có cuộc điện thoại rồi, toàn anh em mua máy đang hỏi để mình hỗ trợ kỹ thuật anh em nhé. Vâng, mình tiếp tục quay trở lại anh em nhé. Mình vừa rồi hỗ trợ cho anh Tiến ở Thanh Nhàn, Hà Nội. Anh đang nhận một chiếc xe Vision mất hết mã bảo mật và cũng mất hết FOB rồi, khách hàng mang đến mỗi xe thôi. Và mình đã tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho anh em thành công anh em nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào công cụ yêu thích, mình chuyển bấm vào nhận dạng và tổng hợp giọng nói của Google. Rồi sau đó anh em bấm quay trở lại, anh em chọn ngôn ngữ, rồi anh em chọn tiếng Việt cho mình, anh em bút hết lên. Đấy thì tiếng Việt anh em này, tiếng Việt anh em bấm vào đây. Vâng, bây giờ anh em đã là hoàn tất cài đặt rồi đấy, có giọng nói của cô trợ lý ảo rồi anh em nhá. Anh em đóng tất cả vào đấy, anh em đóng như này thì tất cả chạy ngầm là sẽ được đóng lại hết anh em nhá. Rồi mình sẽ để mô tuần tab về màn hình cho anh để anh dễ sử dụng nhìn thấy luôn. Vâng, bây giờ mình sẽ khởi động máy mô tab cho anh Sang đến từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Máy sẽ chào anh này theo đúng ý luôn. Moto Scantab xin chào anh Lưu Sang, chuyên sửa chữa xe phun xăng điện tử thế hệ mới. Mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng. Moto Scantab xin chào anh Lưu Sang, chuyên sửa chữa xe phun xăng điện tử thế hệ mới. Mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng. Vậy thì lời chào, anh em muốn mình cài như thế nào thì lời chào như thế nhá. Với những anh em mà nhờ mình mua máy tính bảng. Vâng. Mình mua máy tính bảng thì em yên tâm rồi. Cấu hình đạt tiêu chuẩn này, màn hình to rộng này, hai là chất lượng đảm bảo, anh em hoàn toàn yên tâm, và hàng là chính hãng luôn, anh em hoàn toàn yên tâm điều đó nhá. Vâng, và mình sẽ luôn luôn là mình nói rồi, tặng anh em là một củ sạc của Samsung xịn sò luôn và một chiếc ô máy tính đây, cho nên là anh em cứ yên tâm nhá. Mình đã hỗ trợ anh em thì hỗ trợ kỹ thuật tất cả đầy đủ, và hàng tặng anh em cũng là phải hàng chất lượng, chứ mình không làm cái trò gọi là vớ vẩn, gọi là cái làm cái trò mèo tặng anh em ba cái vớ vẩn xong là tính số lượng đẩy ra, xong bắt đầu là kể cả sách vở cũng vậy, mình đóng sách một tập sách là rất là dày, chứ mình không đóng móng là xong là tính số lượng lẻ, anh em mình không làm được đó anh em nhá. Đấy, mình làm cái gì như thế thôi, nó phải có đạo đức anh em ạ. Vâng, bây giờ mình sẽ bấm vào Moto Scantab cho máy chào anh em một lần nữa. Moto Scantab xin chào anh Lưu Sang, chuyên sửa chữa xe phun xăng điện tử thế hệ mới. Mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, và bây giờ thì công tác bắt đầu là kết nối máy với xe và huấn luyện anh Sang để anh sử dụng thành thạo bộ máy này, biết cách phân tích thông số dữ liệu động cơ và biết cách làm các thao tác ở trên bộ máy này.
Anh thì thực ra ấy thì anh nói là anh đến đây chủ yếu là anh tham quan cửa hàng của mình, anh em đến gặp nhau chơi cho nó vui thôi. Chứ còn anh thì thực ra là anh cũng thạo rồi. Đấy thế thôi, nhưng mà mình vẫn cứ bổ sung những cái gì mà anh còn thiếu sót. Vâng. Và anh Sang thì có cho đôi lời tâm sự nhỉ? Đã đến tận đây rồi, quay đến đây, quay đây nhìn màn hình thì anh đây ngồi đâu, đây ngồi đây. Ngồi đồng hàng. Đấy. Tâm sự đôi lời tâm sự với anh em thế nhỉ? Đã đến từ Vĩnh Phúc mà. Chào tất cả anh em nhá. Đây để mình cài đây cho. Mình chào tất cả anh em thợ trên toàn quốc và đặc biệt là những anh em đang theo dõi kênh YouTube của anh Xuân Thiện. Mình tên là Sang, đến từ Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Hôm nay đúng là cũng rất là vui mà cũng cố gắng cho mình một chút thời gian để xuống tham quan cửa hàng của anh và cũng mua cái máy của anh để nhờ anh cũng hướng dẫn cách sử dụng làm sao để về mình cũng phục vụ cái công việc của mình hàng ngày. Nên thế là vâng, xin cảm ơn anh Sang đã nhiệt tình, đúng không, bớt chút công việc, gác lại công việc, mặc dù anh em thợ xe máy là cũng công việc cũng rất là nhiều đấy, đúng không ạ? Đấy, vậy mình hai nữa là mình quay video đấy, kể cả những ban bệnh rồi là những cái cài đặt này thì mình cũng lựa thời gian là mình dỗi đấy, khách cũng vắng thì mình mới quay thôi. Chứ còn thực ra nhiều anh em bảo là anh ơi sao anh điện đóm các thứ anh làm nhiều thế mà tốt thế mà sao là cửa hàng anh vắng khách. Vậy thì anh em không hiểu là mình phải chọn lúc vắng khách mời mình mới làm được video anh em nhé. Đấy cho nên là đông khách thì làm sao được, đúng không ạ? Đấy cho nên mình nói rồi, nhiều lúc ban bệnh rất là hay đấy và mình rất muốn quay lại nhưng vì là khách đông vội đấy, không cho phép điều kiện như vậy, mình phải làm nhanh cho khách. Vậy thì những lúc như vậy thì mình làm sao mình quay được, đúng không ạ? Mình phải chọn những lúc không có khách, vắng khách, nhàn rỗi, mình có thời gian thì mình mới quay được, mình mới diễn giải được các video, các ban bệnh cho anh em, đúng không? Chứ còn mình quay vội làm sao mình diễn giải được, khách thì chờ đợi thì phải nhanh lên cho mình, khách còn lấy xe đi là đi gọi là xe nó như đôi chân của khách hàng rồi, làm sao mà lại chờ mình quay video diễn giải lằng nhằng lâu quá thì làm sao mà mình quay được. Đấy, anh em phải hiểu được như vậy, đúng không? Vâng, và anh Sang thì đấy công việc rất là nhiều, anh làm hơn 20 năm rồi đấy, rất là lâu rồi đấy. Và anh làm thì thực ra thì anh cũng xem kênh YouTube của mình cũng rất là lâu và anh cũng đã thử sử dụng thành thạo, cơ bản anh cũng đã sử dụng thành thạo máy rồi. Đấy, chẳng qua là anh đến đây anh tâm sự với mình là anh em là quý mến nhau đấy, thấy hợp nhau, nhìn trên phong cách anh em thấy hợp là anh em bớt chút thời gian về tận cơ sở của mình là tham quan thôi. Chứ còn thực ra cái bộ máy đối với anh nghĩ là anh bảo là chả có gì mà khó sử dụng với anh cả. Thế cho nên là anh em phải nhớ là máy Motap là một trong những bộ máy dễ sử dụng nhất đấy, hiện đại nhất hiện nay và được anh em sử dụng đông đảo nhất đấy. Và cuối cùng thì anh cũng đã về tận cơ sở của mình, quyết định là sắm bộ máy Motap về để phục vụ cái công việc của mình cho nó nhanh hơn, thuận tiện hơn với những cái xe phun xăng điện tử thế hệ mới ngày nay. Và một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn anh đã nhiệt tình về tận cơ sở của mình. Vâng, xin cảm ơn. Và cũng xin rất may là hai anh em cùng tuổi đây, và hai anh em là vô tình là hỏi thì lại là cùng tuổi nhau anh em ạ. Vâng, cũng đều cũng thực ra đến cái tuổi này cũng là đi cũng nửa đời người rồi anh em ạ. Đấy cho nên là những anh em ấy mua máy của mình ấy, thực ra rất nhiều anh em là tư cách, tính cách là cũng rất là chững chạc và đứng đắn đấy, làm việc rất là nghiêm túc đấy. Và những anh em đã mua máy của mình gần như là mình nói mở tour mà tiếc là anh em cũng đều nhận diện được hết. Anh em làm rất là khoa học, anh em không tham gia vào ba cái việc mở tour gọi là nối giáo cho giặc. Anh em thử hỏi cái xe bình thường dân dụng này khách hàng cần gì phải mở tour, đúng không ạ? Đấy, anh em làm sao chỉ hiệu chỉ ngay ép cho xe nó khỏe ra được, chứ còn khó bao giờ những chiếc xe bình thường anh em mấy cái xe Rimway cũ thôi có bao giờ mà đi đến vặn hết tay ga đâu, đúng không? Chỉ dần dần nửa tay ga là cùng thôi. Vậy thì mở tour để làm cái gì, đúng không? Cho nên là mình làm sao cho nó đúng khoa học kỹ thuật. Đấy là cái mà mình cũng muốn gọi là truyền tải với anh em, là mình làm sao cho nó có lợi cho khách hàng. Gọi là mình làm cái gì cũng thế thôi, đúng không? Nhưng mà mình làm việc làm sao nó phải có đạo đức nghề nghiệp kinh doanh anh em nhé. Vâng, và hôm nay mình sẽ huấn luyện anh Sang là kết nối với chiếc xe của mình, anh em học kia. Và cũng là có chiếc xe Novo FI ở đây, anh sẽ được kết nối máy với chiếc xe Novo này để anh em biết cách sử dụng máy cho nó nhuần nhuyễn, thành thạo hơn. Vâng, và anh em nào có nhu cầu mua máy Motap thì mình cũng đã nói rất nhiều chương trình khuyến mại ở trên kênh rồi. Còn cụ thể anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ tư vấn
cụ thể cho anh em nhé. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.